Toàn lực lượng quản lý thị trường phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hùng Diên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của lực lượng quản lý thị trường. Năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 70.000 vụ, phát hiện xử lý gần 44.000 vụ vi phạm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 chuyển cơ quan điều tra 127 vụ có dấu hiệu tội phạm thu nộp ngân sách nhà nước trên 490 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021. Tuy nhiên, theo Tổng cục Quản lý thị trường, công tác phối hợp giữa các cục quản lý thị trường chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là việc chia sẻ thông tin, giám sát hàng hóa giữa các địa bàn. Đáng buồn hơn, trong quá trình thực thi công vụ vẫn còn nhiều tình trạng công chức vi phạm nội quy quy chế của cơ quan, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm năm 2023 để góp phần đảm bảo thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng. Lực lượng quản lý thị trường đặt mục tiêu thay đổi toàn diện phương thức làm việc, chủ động giám sát, ưu tiên phòng ngừa, trở thành lực lượng phản ứng nhanh, hoạt động hiệu quả 24 trên 7, mọi lúc, mọi nơi.